don't need the man to save my life. I don't need a man to make me feel alright. Nhưng dấu yêu ngọt ngào anh dành cho ai? Hey, I don't need a man. Trendy, hey. Một ánh mắt nhìn lại, anh ở đâu làm cho lòng tôi thêm buồn rối. Tôi chỉ mong anh xa lối đi thôi. Nếu như anh chỉ đùa vui, muốn xem tôi như là một trò chơi. Ông đòi chịu kẻ đau, kẻ đau. Còn nếu như anh thật lòng yêu, muốn có tôi riêng chỉ mình anh thôi. I don't need a man to save my life. Hey. I don't need a man to make me feel alright. Nhưng dấu yêu ngọt ngào anh hay dành cho ai? Vì tôi không cần như thế. I don't need a man to save my life. I don't need a man to make me feel alright. Nhưng dấu yêu ngọt ngào anh hay dành cho ai? I'm ready to be myself. Hey boy, don't let me love again. Nhưng dấu yêu ngọt ngào anh hay dành cho ai? Không cần như thế. Wow, chúng ta dành cho Bảo Trân một tràng pháo tay nữa được không ạ? Vâng, một cái kết chương trình vô cùng đẹp. Thôi xin mời anh Huy Tuấn ạ, anh nghĩ sao về phần trình diễn này? Đồng ý với Thảo My là một cái kết rất đẹp cho chương trình ngày hôm nay. Với Bảo Trân thực sự là tiến bộ trong tuần này. Tuần trước bạn cũng đã có một cái sự tiến bộ rồi, thì tuần này nó lại còn tiến bộ nhiều hơn thế. Chưa bao giờ tôi thấy bạn thoải mái và bạn tự tin như vậy. Và cái phần trình diễn này cho tôi hỏi là bạn tự dựa dàn dựng hay là có Alex giúp đỡ? Dạ, trước tiên thì em có định hình cái ý tưởng của mình cho Alex. Và Alex đã có một số những cái nhắc nhở riêng để cho phần trình diễn nó không có bị lủng củng. Tôi nghĩ là bạn đã tìm thấy một cái bài hát rất thực sự là phù hợp. Và cái phần trình diễn vừa rồi rất là lôi cuốn. Xin cảm ơn anh Huy Tuấn. Còn chị Ngọc Khuê thì chị nghĩ sao về phần trình diễn vừa rồi ạ? Tôi cũng đồng ý với quan điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn. Tôi rất thích phần trình diễn của em. Nhưng nếu mà có những cái đoạn nhạc rất là hay và rất là máu lửa, em chỉ có đi lại, đi qua, đi lại sân khấu này, thay vào đó là những cái động tác hình thể của em. Ok, rất đẹp. Tại sao em không tận dụng cái lợi thế đấy của em? Và em Alex chưa khai thác hết. cái điều này là em phải làm việc nhiều với anh Alex. Ok, chị rất thích phần trình diễn của em. Xin cảm ơn chị Ngọc Khuê ạ. Còn anh Alex thì sao? Anh có cảm thấy hài lòng về phần trình diễn này của Bảo Trân không? Yeah, Alex thấy là Bảo Trân là một thí sinh đang mỗi tuần tiến bộ. Là cái sự tiến bộ đó sẽ giúp em đi sâu trong chương trình này. Và tất cả thí sinh cũng phải chú ý đến em tí. Yeah. But good job. Xin cảm ơn những lời nhận xét từ nhóm chuyên gia.